Phật thầy tiên tri những năm sắp tới. Buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hổn ngôn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quần ruột đâu, quần ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ Liên Hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiền chúng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, xẻ soi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thầm rã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bát nhà Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bỡ người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiếu gì. Tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ giận ai binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đặng lâu. Dầm cánh thâu, dầm cánh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế chơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, trang 105-106, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo Ân Tống năm 1973. Lời bình về những câu sấm: mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quần ruột đâu, quần ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Những cụm từ mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy ám chỉ những năm Quý Mão 2023, Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ 2025, chiến tranh châu Âu sẽ vô cùng khốc liệt. Thành đô tan nát, người chết tan thương, đói khát tràn lan. Đức Phật Thầy khuyên chúng sanh hãy ráng niệm Phật. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cá suối gặp hồ Liên Hoa. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney ngày 11 tháng 9 năm 2022, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hổn ngôn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang,
rắn rồng sờ chày vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quần ruột đấu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cá suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiền chúng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, xẻ soi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thầm rã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bát nhã Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bớ người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiếu gì. Tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm cánh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế chơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời sáng nan. Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, trang 105-106, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo Ân Tống năm 1973. Lời bình về những câu sấm: mèo kêu vang, rắn rồng sờ chày vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quần ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Những cụm từ mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy ám chỉ những năm Quý Mão 2023, Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ 2025, chiến tranh châu Âu sẽ vô cùng khốc liệt. Thành đô tan nát, người chết tan thương, đói khát tràn lan. Đức Phật Thầy khuyên chúng sanh hãy ráng niệm Phật. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cá suối gặp hồ liên hoa. Nam Mô A Di Đà Phật. Buồn dầu, hổn ngôn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, rắn rồng sờ chày vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quần ruột đấu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Gắn công lục từ Nam Mô,
hòa mấy cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiền chủng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, xẻ soi cuộc thể như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tàu hết rồi, ngửa nghiêng biển thầm rã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bác nhà Phật vào đồ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bỡ người. Súc sanh ngà quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiếu gì. Tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm cánh thâu, dầm cánh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế chơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Trích sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, trang 105-106, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo Ân Tống năm 1973. Lời bình về nhẫn câu sấm: mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quần ruột đâu, quần ruột đâu, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Những cụm từ mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy ám chỉ những năm Quý Mão 2023, Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ 2025, chiến tranh châu Âu sẽ vô cùng khốc liệt. Thành đô tan nát, người chết tan thương, đói khát tràn lan. Đức Phật Thầy khuyên chúng sanh hãy ráng niệm Phật, gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cá suối gặp hồ liên hoa. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney ngày 11 tháng 9 năm 2022, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo.